Xin chào các bạn, video này thì mình có một số phụ kiện Nhật Bản, giá là chưa bao gồm phí ship một đơn là 30k, mình có ship code toàn quốc. Đây là mẻ đầu tiên này nha các bạn. Số 1 thì mình có bịch Yamashita nha. Cái này nó gồm có lưỡi nè, rồi nó có một cái khanh cước như thế này nha. Đó, xoay cước của nó này. Ở ngoài sau thì nó có thêm mấy cái link nè, mấy cái link lời xịn nha các bạn. Đó, như thế này. Yamashita, hàng của Nhật nhé. Cái này 1 nè. Đây là lưỡi số 10 nè, lưỡi số 10. Dây của nó là 6 mét nè các bạn. 1 nè. Rồi cái này là số 8 nè. Này là dây số 6 nè, dây số 6 nha. 6 mét. Đó, này là lưỡi số 8 màu hồng nè. Một khanh của nó như thế này. Cái này là cước số 3. 2 8 cước 3. Bịch này tới 330 yên này nha các bạn. 330 là nó tầm 60.000. Đó. Rồi số 8 này, số 3 này. 4 nha. Bịch số 5 này là lưỡi 4 lưỡi luôn, bịch này 4 lưỡi. 30 cm này. Này. Này 3,5 m, 35. Dây số 5. Đó. Cái này gồm 5 món nha. Cái này là mẻ số 1 nha, 1 là 100k. 1 này 100k. Tiếp theo là số 2. Số 2 thì mình gồm có mấy cái chữ T bằng sắt như thế này. Đó. 283, bịch này có 40.000, 40.000 hai cây thôi nè. Đó, để hai. Như thế này nha các bạn. Cái này câu biển luôn nè, 1. Cái này là 10 cm. 180 yên nè, đó. Cái này phát sáng này, 1, 2 này. Lồi nhỏ này, 3, 4, 5 bịch, 6 bịch, 7 bịch nha. Đó. Cái này gồm 7 món. Số 2 nha, 100k, 7 món. Tiếp theo là số 3. Số 3 thì mình gồm có thẻo này, thẻo cước này. Câu biển nha, thẻo này thẻo lưỡi lớn, lưỡi to lắm nha. 60 cm, lưỡi nó là để là 2 sạc không, nguyên combo nó là 3,3 m. Có khô lim này hai cái nữa, chữ T một hai cái nữa, một này, bịch này khô lim này, lưỡi to này, 1, 2, bịch này tới 360, 1, 2 này, 3, 6, 3, lưỡi lớn này 4, lưỡi có chì luôn này, có cục chì. Đó. 5 bịch này lưỡi lớn luôn nha, lưỡi 12, nó có chì luôn này, này có chì luôn này. Rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cái này gồm 7 món nha. Mã 3 100k nha, 7 món loại lớn nha. Tiếp theo là mã 4. Số 4 thì mình gồm có lưỡi như thế này. Hayabusa này, 260 yên. Một bịch của nó bên đó tới 40.000. Lưỡi đỏ này, như thế này nha. Một này, rồi bịch 290 sesame này. Lưỡi vàng, đó, farm lưỡi nó như thế này. Một, hai. Rồi vàng trắng, ba này. Vàng này, bốn này. Vàng đỏ, năm, sáu, bảy. Bịch này nó có một, hai lưỡi nó bị hư này. Về mà lấy lưỡi thôi nha. Bảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Combo 10 món nha. Mã số 4. 100k, 4 nha, 100k. Tiếp theo là số 5. 5 thì Honor. Bịch này 500 yên. Bịch này tới 100k. Lưỡi rồi này. Lưỡi này nó tới 2.000 hai bên hông rồi này. Lưỡi 11, 1 Misaki, 2 này. Lưỡi này, 3. Lưỡi đen đỏ là 4. Lưỡi trắng này, có liên 5. Lưỡi như thế này, cây dù 6. Lưỡi như thế này, 7 như thế này, 8. Lưỡi liên này, đó 9 nha, cái này là 10. Combo này là 10 món này. Số 5 nha. 5, 100k,
mã 5 nha. Tiếp theo là mã 6. Mã 6 nha. Thì mình gồm có chì này. Này là 2 viên này. 2 viên chì. Này là 45 g nha, một viên 45 g. Đó. Đây để mình coi mình cân thử nha. Nó để 45. Đây này là 96 là 45 g một viên nha các bạn. Rồi này. Rồi này nè. Này là 117 là 120 này. Mỗi viên là 60 g, loại này là 60 g. Và loại này 3 viên này. 220. 7321, cái này là 70 g một viên này nha. 3 viên, 5 viên, 6 7 viên. Cái này là mã số 6 3 bậc. 6 150 nhé, 3. 6 3 bậc này, 150. Tiếp theo là mã số 7. Gồm thẻo Honor. Có xanh này, phát sáng cho này 1. Lưỡi số 7 nhé. Dây nhỏ không chấm mấy. 1 2 này. 1 2 này. 3 này. Lưỡi như này 4, lưỡi như này 5. 6 này nha. 7 này, 8. 9 này, bật như này 10. Cái này gồm 10 món nha. Mã số 7 nha. 100k, 270 một bật luôn. Tiếp theo là số 8. 8 thì mình gồm combo này. Này là mấy cái lăng xe này. 1 này, nó gồm 2 cái 1. 2 này. Bịch này nó bị rớt rồi nè. 3. Đó. 3 món nha, bịch này 2 cái này nè, 4 món. Này 4 món nha. Cái này là dây phao câu bằng tay này, nó có phao luôn. 5 món nè. Phao có lưỡi luôn nè. 6 món. Nè, phao có lưỡi như thế này nha. 190 nha. 7 món. Này có chì nè. Lưỡi nè, 8. Chì lưỡi có rọ luôn nè. 9 nè, và một bịch chuông như thế này nha. 10. Này, combo nè. Nha, 100k, số 8 là 100k. Tiếp theo là mã 9. Mã 9. Cái này là cây cắm phao nha, cắm vào phao này, mình xỏ vào này, cái này có cái chân cắm vào phao này. Mấy Japan luôn nha, 900 yên một bịch này, nó sale còn 6.4. Loại Hera của Nhật nè. Cắm phao, một bịch còn nghiêng nha, cái này còn nghiêng này 1 này. Loại này là hạt chặn này, 2. Chẳng nhiều lắm nha. 1, 2. Bịch này của Sesame này. Sesame của Nhật. 1, 2. Hạt chặn loại nhỏ này. 3. Cái này mình lướt quá nha. Hạt chặn là 4. 5 này. Hạt 6 này. Này là hạt cắm phao này. 7, 8, 9. Cắm phao luôn. 10. Cắm phao 11 này. Cắm phao 12. Cái này là nó để như thế này. 13. Hướng dẫn sử dụng này. Nó để 14. Mấy cái này 15. 16. Mấy cái linh tinh đó. Nhiều loại lắm nha đó. 16 món. Mã 9 nha. 100k. Combo này luôn nhiều. Mã 10. Thì mình gồm có màu giả nè. Màu giả như thế này nha. 280 yên. Yamashita này 1. Màu cam này 2 nè. Màu đỏ này 3. 3 bịch nè. Hàng Japan hết nha đó. Và cái này là cục chì, nó có lưỡi trong nè. Có màu giả nè. 3.5 g cái này nguyên bịch. 4 món màu giả nè. Này sử dụng 1-2 con 3 con này, còn như thế này đây Daiso Japan. 5 món màu giả, màu xanh. 6 món. Mã số 10 nha. 10 100k. Tiếp theo là 11. 11 thì mình gồm có bịch dung nha. Cái này là dung câu biển nè. Dung loại nhỏ nha. Đó, nó có mùi trong này rồi nhé. Một bịch này, bịch này nó tầm khoảng 40 con nữa. Một giống nhau này, 2 3 4. Cái này gồm 4 bịch nha. 4 bịch mua về để dành làm câu. Cái này là số 10. 100k nha. 10 100k.
Tiếp theo là 11. 11 thì mình gồm có mấy cái đó. Mấy cái màn ý như thế này. Đó, loại này loại xịn nhá. Đó. Nó để là một size của nó là size 2. Size 62 150 yên. Như thế này. Này chưa sử dụng nha, 1 này. Size 62 luôn này, 2. Size 62 luôn này, 3. Này là size 63 nha. Size 63 này, lớn hơn chút. 4 là size 63 nha. Cái này gồm 5 món nha. 12 nha, cái này 12. 100k 12. 13 thì mình gồm có mấy cái link như thế này. Số 10 là để số 10. 100 yên. Đó như thế này. 1 này. 10 luôn 2. 3 này 10 luôn 4. 10 luôn 5. 6 7, cái này gồm 7 bịch nha. 7 bịch. À, cái này là 13 100k. 13 nha, 100k. Tiếp theo là 14. Tên của nó này, này là lưỡi câu cắn môi giả này. Đó, bịch này còn mới luôn nha. Để là số 4. Tên của nó. Rồi. Phía sau bịch này là 270 yên. Made in Japan này. Đó. Hộp này. Còn mới luôn nha. Rồi lưỡi này là tên của nó này. 1, 2. Lưỡi số 7, 3. Và cái này là lưỡi lưỡi có cước sẵn này. Đó. 4. Cái này là gồm 1, 2, 3, 4, 4, 3, 4 món. 14 nha. 1. À, cái này là 14. 14, cái này là 100k thôi nha. 14. Nha, cái này là 100k. Tiếp theo là 15. Là một cái này. Cái này là cái móc vào chìa khóa xe máy nha, móc vào chìa khóa xe máy. Hình máy câu. Đó. Đẹp nha. Mình coi hướng dẫn sử dụng cái này. Mở là mình gài cái này, mở cái này nè. Đó. Xong. Gài là mình. Này gài là mình đẩy cái này tới. Đẩy cái này tới này. Đó, mình khóa này lại. Ok nha. Hay có thể mình bỏ cái này, mình lấy cái này mình móc cũng được, nó gọn. Đó, móc cái khúc này cũng được này. Đẹp nha, cái này đẹp. Dễ thương. Cái này là 15 nha, 15. 15, 1, 20. 16 thì mình gồm có một quả phao nè. Happy Sun 3B. Đó. Cái này như thế này nha. Gắm vào. Một pin là nó sẽ sáng như thế này, hai pin nó sẽ sáng hơn. Đó, sáng hơn nữa. Mình có thể không sử dụng mình tháo cái này. Rồi. Cái này là 16 nha các bạn. Một trăm ca quả này nha. Tiếp theo là 16. Cái này 17 nhưng mình ghi lộn mẻ rồi nha các bạn. Này là ghi 16 luôn nha. Panasonic 3B. Đó. 6 tâm 2 pin. Rồi mình gắm một pin sáng này, mình gắm pin cho các bạn coi. Rồi ok hết nha. Cái này 2 viên giống nhau nha, 2 viên giống nhau. 2 viên giống nhau. Ở một cái Happy Sun, một cái Panasonic, cái này Panasonic, cái này để là 16 còng nha, 16 còng 100k. Rồi 17. 17 thì mình có viên này. 1 11,6 gram nó tải của nó. Viên này đẹp lắm nha, mới tin.
hai pin luôn, cắm vào, cắm vào nhiều hai sáng nha. Đó, hai pin đều sáng hết nha. Không sử dụng mình cắm qua bên này nha, mình cắm qua bên này, nạp để hai bên cắm luôn. Rồi. Cái này là 17 nha, 17 bằng hết cỡ rồi. 17, quả này là 150 nha, 17, 150. Tiếp theo là 18. Một quả Natino 1.5 nè. Này hai pin luôn. Đó, sáng nha. Sáng hơn nè. Mười tám, cái này mình để là 17 luôn nha. Mười bảy cộng đây, 17 cộng nha, 150k ISO. Tiếp theo là 18. 18 thì mình qua cái này và phao còn mới luôn nha, nguyên tem như thế này. 1188 yên. Cái này là 200 mấy một cái pin này, còn mới nè. Tháo ra sử dụng. Cái pin sạch của Nhật. Pin này là mình xỏ như thế này, nó có cái link luôn này. Đó. Cắm vào đẹp lắm nha, pin này đẹp. Nó để là số 3 nha các bạn, số 3. Mười tám, mười tám nhé, 150 nè. Tiếp theo là 19, quả pin Fuji nè, người ta phủ lớp sơn ở dưới này nhé. Pin cắm, pin xỏ nè, pin xỏ đó mà xây lên sáng nha. Đó, không sử dụng là cắm xuống. Cái này là 19 nha. 60 kèo quả này. 20. Một quả sò như thế này. Đó. À, xoay lên. Cái này cắm xuống. À, sáng nha. Hai mươi, cái này là 60 nha. Fuji 20-60 để số 1. 21. Màu đỏ, nó sắp sơn thêm một tím cho này. 1 sáng hết nha. Rồi, ok. 21, cái này là 60 luôn nha. 21-60 để Fuji. 22 giống vậy luôn nha, cái này sáng luôn nha. 60, 22, 60 nó gồm có 4 cây 60 này. 23, 23 là một cây Natino, cái này cũng mới nha, xỏ cắm, xỏ và cắm luôn nha, mình có thể cắm hạt xỏ, nó để Natino như thế này, cái này cắm vào. Đó. Giờ thương nha, đẹp lắm nha. 23 nha, 80k. Rồi 24. Một cây như thế này luôn nha. Cây này thì nó lại không in nha, nó không in. Thở hạt cắm. Đó, đẹp nha. Cái này là 24. 80 nha, 24, 80. 25. Mình có một cái cây pin cái phao như thế này, 1050 yên, một cái pin nhỏ này mà tới 200.000 rồi đó. Đẹp, cái này đẹp lắm nha, hàng Japan này đó, có tem. Cái này như thế này nha, mình cắm như thế này, carbon này, nó làm cái đầu cho này carbon đẹp lắm. Đó, cắm. Tên là Fuji B. Cái này nhẹ lắm nha,
xoay nha, cái này mình xoay kéo đó. Đó. Ok nha, gắn pin nè. Rồi mình gài lại nha, mình xoay lên. Đó. Đẹp lắm nha, cái này đẹp lắm. Cái này là 25 nha. 25 100k 25. Tiếp theo là 26 thì mình gồm có một cái pin như thế này. Tên của nó này, supply. Và pin tròn như thế này nha. Pin này là mình gắn pin tiểu nha các bạn. Sử dụng bằng pin tiểu này. Loại này nó dùng tới 2 viên lần nha. Một viên này. Hai viên này. Đó, nó sáng nhưng mình bỏ vào. Dạng lại đó, như thế này nha. Lò này sử dụng rất tiện, pin này cũng tiện, mua nó cũng dễ đó. Rồi cái này là 26 nha. 26 cái này là 120k 26 nha, hai viên như thế này nha. 26 120k hai viên kèm theo như thế này luôn. Rồi 27. 27 thì mình gồm có combo là 4 cái như thế này nha, một bịch phao như thế này. Phao cắm nè, đó, phao cắm. Này là gồm 246 cây nha, này một và cái hộp như thế này. 1 2 3 ba ống này nữa. Bên trong này. Ống đầu tiên đi nha, mình coi nó có cái gì. Nó gồm 1 cây nè, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây, cái này là 6 cây phao cắm luôn. Đó, có hộp gài luôn nha, 2 món. Rồi, món thứ 3, một cái ống như thế này. Nó gồm 3 cây phao chưa sử dụng nha, phao cắm luôn nè, 1, 2, 3. Cái này đẹp nha, cái này đẹp. Đó. Này là 3 món và một cái ống như thế này. Một số phao này. Đã qua sử dụng nó thấy cũng có chai sướng nha. Rồi. 27 nha, cái này gồm 4 món như thế này nha. 27, cái này là 120k. 27 nha. 120 4 cái này luôn nha. Tiếp theo là 28. 28 thì mình gồm có một cái hộp. Cái hộp như thế này nha. Hộp màu cam. Chiều dài của hộp là 27 cm, chiều này là 27 nha. Chiều ngang là 18, chiều cao là 5 cm. Hộp này nó có dây sắt. Mình cầm như thế này luôn, dây cao su nè. Rồi. Như thế này, hộp như thế này. Sử dụng là nó gồm có một mặt này và mặt này nha. Hai mặt mở ra nè, 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ngăn nha, có một ngăn nhỏ trong này nữa. Này mình đựng mồi nha các bạn, đựng mồi đi câu biển về, cái này nó sẽ thoát nước nè, nó có mấy cái này nó thoát nước nè. Một ngăn, bên này cũng vậy nè, 7 ngăn như vậy luôn nha, mình mở bên này. Đó, hộp này thì mình kiểm tra thì nó không có in cái gì hết nha, nó không có in một cái thông số gì trên hộp luôn. Dạ 27 nha, hộp này hộp lớn lắm nha. Rồi 28, mẹ 28 nha, cái này là 28 200k cái hộp này nha. Cùng mới tin nè. Và video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn mua hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình hoặc là để lại bình luận mã phụ kiện kèm số điện thoại nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.